Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân tộc và Phát triển của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, từ trước tới nay, trong rất nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, thì có lẽ các chính sách về giáo dục đào tạo vẫn luôn được đặc biệt quan tâm. Bởi muốn thắng được nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, thì nhất định phải từng bước nâng cao trình độ dân trí, tri thức. Tuy nhiên, vùng dân tộc thiểu số miền núi là những vùng đặc thù về địa hình, địa lý, ngôn ngữ, tộc người. Vì thế, nó cũng đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, giáo dục, mà cao hơn là sự đổi mới toàn diện ở mọi mặt. Và trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi những năm qua đã có những chuyển biến thay đổi ra sao qua các chính sách. Trong những năm qua, chúng ta vẫn luôn nói về vấn đề đổi mới giáo dục và phần lớn là tập trung vào sự thay đổi trong phương thức truyền thụ, dạy và học. Tuy nhiên, với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì đổi mới toàn diện giáo dục không chỉ dừng lại phương pháp giảng dạy mà còn là sự thay đổi về diện mạo cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị giảng dạy cùng việc ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách ưu tiên cho thầy cô giáo, học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nói về vấn đề giáo dục, có lẽ quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo. Đây là câu chuyện bức thiết đã tồn tại từ rất lâu và là vấn đề nóng của ngành giáo dục. Với đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện chất lượng giảng dạy lại càng quan trọng. Bởi so với các vùng miền khác, sự khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu khiến việc học của các em học sinh dân tộc thiểu số ít được quan tâm hơn. Do đó, việc tiếp thu, tiếp nhận kiến thức cũng từ đó gặp nhiều khó khăn. Với trường Trung học cơ sở bán trú Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, thì đổi mới phương thức giáo dục phù hợp luôn được ưu tiên, khuyến khích. Đây là một tiết sinh học ở ngôi trường mà gần như 90% là học sinh dân tộc thiểu số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các trò chơi, các câu đố vui đã tạo nên sự hào hứng trong lớp học và bài giảng. Cách truyền dạy kiến thức như thế này giúp các em tiếp nhận nhanh hơn, dễ dàng hơn. Với cái việc đổi mới các cái phương pháp kỹ thuật dạy học và đưa thêm các cái nội dung thực tiễn vào trong cái chương trình học thì chúng tôi thấy rằng các em học sinh hứng thú hơn rất nhiều. Thể hiện là có những em trước đây đến lớp thì các em chỉ có gục xuống bàn và ngủ. Thế nhưng mà qua việc đổi mới phương pháp thì các em rất là hào hứng, các em rất là tích cực xung phong phát biểu ý kiến và với cái việc tích cực như thế thì các em tiếp thu bài hiệu quả hơn và khi mà được các thầy cô phân công cho các nhiệm vụ về nhà làm thì các em cũng rất hứng thú và có những cái sản phẩm rất là mang tính giá trị thực tiễn cao và hiệu quả. Ở một lớp học khác, cuộc thi rung chuông vàng cũng đang đến hồi gay cấn. Phần lớn các câu hỏi đều nằm trong kiến thức các em đã học hoặc là các kiến thức xã hội, đòi hỏi các em phải thể hiện tư duy, kỹ năng sống và các hiểu biết xã hội. Sau mỗi câu hỏi, nếu đáp án em nào sai sẽ bị loại. Bạn cuối cùng trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng của nhà trường. Dù cuộc thi diễn ra chỉ trong phạm vi các lớp học, nhưng sự hào hứng của các em cho thấy việc học thông qua các bài giảng thực hành, sự giao lưu, tương tác giữa các em và thầy cô mang hiệu quả rất tích cực. Các em chủ động tiếp nhận thông tin, kiến thức một cách thích thú, chứ không còn nhàm chán, thụ động. Em rất thích chơi trò chơi rung chuông vàng ạ. Trò chơi rung chuông vàng kia thấy em thấy vui hơn và bổ ích hơn và giúp chúng ta thông minh hơn ạ.
Để mà nâng cao được cái chất lượng học tập thì nhà trường chúng tôi hàng năm cũng đã có những kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học để sinh hoạt chuyên môn theo cái hướng nghiên cứu bài học và áp dụng công nghệ thông tin ở các giờ giảng và có những cái trò chơi để giúp cho các em học sinh của đơn vị nhà trường, các em yêu các môn học và tích hợp giáo dục ngoại khóa luôn. Có thể nói, dù đa số các em là học sinh dân tộc thiểu số, ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin, nhưng qua những phương thức giáo dục thực tiễn như thế này, các em phần nào đã tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Với đặc thù là đồng bào dân tộc thiểu số, nên ngoài việc dạy kiến thức, thì hiện nay các trường cũng rất quan tâm tới giáo dục văn hóa dân tộc. Nội dung văn hóa dân tộc thường được triển khai dạy lồng ghép hay thực hiện dưới dạng tổ chức các hoạt động. Điều này giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, cũng như bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với dân tộc mình. Đây là không gian văn hóa với các vật dụng giản dị trong đời sống của đồng bào Mường từ xa xưa. Trong bài giới thiệu, cô giáo vừa nói bằng tiếng phổ thông, vừa nói bằng tiếng Mường để các em không quên đi ngôn ngữ của cha ông, không quên đi niềm tự hào về một dân tộc gắn với những câu chuyện sử thi hào hùng nhất. Mục đích đó là để cho các em học sinh biết được cái nền văn hóa của dân tộc Mường cũng như là duy trì được nhiều những cái sản phẩm của dân tộc Mường. Còn trong năm học thì những vào những ngày lễ lớn chúng tôi thường tổ chức có một vài cái điệu múa, điệu hát dân ca của dân tộc Mường. Thế còn đối với trên lớp thì chúng tôi hiện nay có một cô giáo nhạc, thì mỗi tháng thì các cô có thể tổ chức cho các cháu tập múa, tập hát những cái bài hát, bài múa dân ca. Góc cộng đồng này thì được sưu tầm các cái đồ dùng sản xuất cũng như là sinh hoạt văn hóa của bà con qua các thời kỳ. Chúng tôi cũng sưu tầm dần, tức là ở trong dân thì là ở các thầy cô giáo cũng như học sinh thì mỗi năm góp một chút. Thì qua đó thì các thầy cô giáo cũng như là học sinh ấy được hàng ngày vừa là tiếp xúc, với hai là cũng lại được là giới thiệu, thế và từ đó thì hiểu hơn, thế và quý hơn cái lịch sử của cha ông mình. Hay như để bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, hiện nay nhiều nhà trường quy định mỗi tuần một ngày các em phải mặc trang phục của dân tộc tới lớp. Việc học sinh mặc trang phục đến trường là một trong những việc rất là cần thiết và ý nghĩa. Mục đích là nhằm giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ, phát huy, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc của quê hương mình. Và khi mà các em hiểu được những nét đẹp văn hóa dân tộc quê hương mình thì các em sẽ trân trọng và yêu quý hơn, yêu mến hơn những nét đẹp mà ông cha ta để lại. Và các em cũng thấy được cái trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong hiện tại và về lâu dài. Việc giáo dục ý thức bảo tồn trang phục ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng. Nó giúp các em có nhận thức cụ thể, sâu sắc về ý nghĩa trang phục truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc anh em trong đời sống. Những năm qua, với nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho việc đầu tư, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì một trong những thay đổi tích cực đó là hệ thống trường lớp được xây dựng khang trang ở hầu khắp các địa phương. Năm học 2019-2020, trường phổ thông dân tộc nội trú được thành lập ở 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 316 trường và cả nước có tới hơn 1.000 trường phổ thông dân tộc bán trú. Nhờ đó mà tỷ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi ra lớp tăng, số học sinh bỏ học giảm. Đặc biệt, hệ thống trường mầm non và tiểu học gần như được xây dựng đầy đủ ở những bản làng xa xôi nhất. Với trường Trung học cơ sở nội trú Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi 100% các em là đồng bào dân tộc thiểu số, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở các bản làng xa, nên phần lớn các em coi trường như ngôi nhà thứ hai của mình.
Vào những giờ nghỉ, khu nội trú tấp nập tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện. Ở đây, các em mỗi tháng mới được về nhà một lần, vì vậy cuộc sống sinh hoạt tập thể ngay tại trường học giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm mới. Hiện tại trường mình là bây giờ có 5 dân tộc cùng sinh sống. Vậy là các thầy cô giáo phải làm cái công tác tư tưởng, giáo dục cho các con làm sao để thứ nhất là các con giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đấy. Tôn trọng văn hóa của dân tộc bạn, thế và dung hòa để cùng nhau chung sống một cách đoàn kết, thân ái. Với ban giám hiệu nhà trường, việc chăm lo cho hàng trăm em học sinh cũng là những vất vả, khó khăn không hề nhỏ. Từ việc chuẩn bị từng bữa ăn, các thầy cô và những người làm công tác hậu cần cũng phải rất cẩn thận. Hai món ăn mặn, hai món rau, đó là thực đơn hàng ngày của các em sau mỗi buổi học. Dù số tiền dành cho những bữa ăn theo quy định còn ít ỏi, nhưng nhà trường luôn cố gắng dành cho các em những gì tốt nhất. Một ngày ăn, tức là học bổng của các con ấy, thì là bằng 80% hệ số lương cơ bản. Một ngày của các con là 39.600, thì chia ra là bữa sáng của các con là mỗi cháu là 7.000. Thế và bữa trưa và bữa tối giống nhau là 16.300 một bữa. Đúng là chế độ như bây giờ thì đang bị thấp so với thời giá, cũng rất là khó khăn. Thế tuy nhiên thì mình thứ nhất là chi trả đầy đủ, thứ hai nữa là các bác ở dưới nhà bếp cũng thay đổi thực đơn hàng ngày để đảm bảo về sức khỏe các con đủ chất lượng, đủ về cái khẩu phần ăn. Ngoài ra, để các em có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống, nhà trường đã xây dựng những mô hình vườn rau cho các em tự chăm sóc. Hàng ngày sau mỗi buổi học, các em lại tự động cùng nhau ra vườn chăm sóc những luống rau do mình quản lý. Mùa nào thức ấy, các loại rau cũng đa dạng theo mùa và theo cả từng lớp. Trồng rau này thì rất là có ích ạ, giúp cho bọn cháu là phát huy được những kỹ năng trồng rau, tiếp thu được những cái kinh nghiệm. Rồi thì trồng rau này cho bọn cháu được quỹ những cái tiền cho quỹ lớp này, rồi thì cho bọn cháu được những cái kỹ năng lao động tự giác. Ở nhà thì ít khi phải làm vì ở nhà bố mẹ chiều hơn, còn ở dưới môi trường tập thể này thì là nhà trường làm này để cho bọn em được tham gia và học hỏi nhiều kiến thức về lao động và biết ở nhà làm vất vả như thế nào. Đây là những bó rau đã được thu hoạch. Mỗi kg rau đều được quy đổi thành tiền. Vậy là trong quỹ lớp, tiền rau sẽ được dành cho những buổi liên hoan, những sinh nhật của từng thành viên trong lớp. Điều này chính là niềm vui, cũng là công việc rất có ý nghĩa với các em trong cuộc sống. Nói đến sự đổi mới toàn diện trong giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những yếu tố không thể không nhắc tới đó là các chế độ, chính sách ưu tiên cho người dạy, người học, vùng dân tộc thiểu số, miền núi ngày càng được hoàn thiện. Hàng loạt chính sách đảm bảo giáo dục tối thiểu có độ phủ rộng đến các đối tượng như phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Ngoài ra còn có chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, thực hiện kiên cố hóa trường lớp, xây nhà công vụ cho giáo viên. Đặc biệt, với các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Thì đối với những em học sinh hộ nghèo thì hàng năm thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì các em cũng đã được hỗ trợ về cái chi phí học tập và miễn giảm học phí theo cái nghị quyết 22 và 86 của Chính phủ. Cho nên là các em cũng rất là được đầy đủ về cái đồ dùng học tập và trang thiết bị học tập. Còn đối với những em học sinh nghèo thì là các em thì rất là hay tự ti đối với so với các bạn khác. Cho nên là giáo viên thì ngay từ đầu năm học khi nhận lớp thì các thầy cô cũng đã tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình các em và sau đó là cũng chia sẻ và động viên các em và sẽ quan tâm hơn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên giúp đỡ các em đi học đều và học tập tốt hơn.
Có thể nói, những chính sách này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số miền núi thời gian qua, giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường. Với những chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước, nhiều địa phương đã làm rất tốt vấn đề đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, đó cũng là hành trình dài và có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi về với các điểm trường ở bản Khe Búng, Cò Phạt, nơi xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, để thấy dù giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn và nhận thức của bà con về việc học còn nhiều hạn chế. Nhưng chưa bao giờ những điều này đã làm chùn bước, nản lòng các thầy cô giáo cắm bản nơi đây. Nhắc tới Cò Phạt là người ta nghĩ ngay tới bản làng của dân tộc người Đan Lai, nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát. Cuộc sống của người dân nơi đây gần như biệt lập với nhiều khó khăn thiếu thốn. Ở đó, bố mẹ các em chỉ chú trọng tới việc đi khe, đi suối để lo từng bữa ăn hàng ngày. Thế mới thấu hiểu được hành trình gieo con chữ còn lắm gian nan của các cô giáo nơi đây. Với cô giáo Vi Thị Hảo, 6 năm gắn bó với điểm trường Cò Phạt là 6 năm cô tận tụy đến từng nhà, vận động cho trẻ em đến trường nhằm góp phần thay đổi nhận thức cho thế hệ học sinh tộc người Đan Lai, nơi thượng nguồn sông Răng. Để vận động các em đến lớp, cô Hảo vừa phải học tiếng nói, học giao tiếp, học làm quen với cuộc sống của bà con và học cách dạy dỗ cho những đứa trẻ của vùng đặc thù mà chưa một giáo trình hay giờ thực tập nào của trường sư phạm từng nhắc đến. Có lẽ, động lực níu kéo các cô gắn bó với nghề chỉ vỏn vẹn trong hai chữ thương yêu. Lần đầu tiên tôi vào đây thì tôi cũng thấy lo lo khi nhận nhiệm vụ vào khai khẳng. Vì ở đấy là, họ nói là vào trong đi thì khổ lắm, mọi cái đều thiếu thốn cả. Cho nên là tôi rất là lo. Vào đến nơi là tất cả mọi thứ đều là thấy thiếu thốn so với là cái nơi mình ở. Nhất là về điền cũng có này, rồi là thông tin liên lạc cũng có. Đó, muốn là thông tin liên lạc với gia đình thì cũng không thông tin được vì là không có sóng điện thoại. Vào với học sinh Đan Lai ở đây thì lúc đầu mới đặt chân vào trường á, thì thấy các em là đi học là quần áo thì mặc là không nên. Là nhìn thấy rất là thương các em. Thật sự là thương các em. Ở đây công tác hết 2 năm nghiệp vụ là tôi được về. Nhưng mà vì thấy các em rất là đáng thương thì tôi là xin ở lại, tình nguyện ở lại. Là để là một phần là để giúp đỡ là các em tiến bộ lên trong học tập. Ở Cò Phạt, tận năm 2018, đường dây điện mới được kéo về bản. Vậy là bao nhiêu năm qua, những người giáo viên như cô Hảo phải sống trong cảnh thiếu thốn. Những bài giáo án được soạn nhờ vào ánh sáng của bóng đèn pin. Dù khó khăn như vậy, nhưng chưa bao giờ có thể làm nhụt chí người giáo viên ấy. Cô túc tắc sống giữa mọi thiếu thốn, nhưng đối với các em học sinh thì lại rất nhẫn nại và đầy tình thương, vừa dạy vừa dỗ các cháu tới trường mỗi ngày. Khi vào nhận lớp lớp 4 thì tôi thấy là lớp là học sinh, tổng số học sinh của lớp là có 19 em. 19 em, trong đó thì là khi kiểm tra đọc á, buổi đầu vào kiểm tra các em đọc bài thì mỗi em đều đọc bài, thì trong đó là có 7 em là chưa biết đọc, chưa biết đánh vần. Thì tôi rất là lo. Sau một thời gian thì tôi cùng kèm cặp các em là hàng ngày là kèm cặp các em đọc, rồi là đọc bảng chữ cái, rồi là đánh vần, và sau đó là giúp các em ghép được tiếng âm vần tiếng. Và đến học kỳ 2, giữa học kỳ 2 thì sau khi nhà trường vào khảo sát thì là các em đã biết đọc và được nhà trường ghi nhận. Tôi rất là mừng vì tôi thấy là
tôi cũng đã góp được một cái phần nhỏ nhỏ công sức của mình để giúp các em là biết đọc, biết viết. Dẫu hành trình gieo con chữ cho học sinh Đan Lai nơi đại ngàn sông Răng vẫn còn lắm gian nan, nhưng tình yêu nghề, mến trẻ, cô Vi Thị Hảo vẫn sẽ luôn hết lòng, tận tụy để góp phần làm thay đổi cuộc sống, thắp lên tương lai tươi sáng cho nhiều thế hệ học sinh Đan Lai nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân tộc và Phát triển ngày hôm nay đến đây là hết. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvanhoa@nhân dân.org.vn hoặc qua số điện thoại 02432669508. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.